rằng là nó bắt đầu một chiều nó có ký hiệu hết. Nó sợ tắc đường đúng không? Đúng rồi, mà vẫn tắc đường, nó để nó đỡ cái ùn tắc. Mà cái xe điện nó ngồi đứng rất là phải ngang. Đi thì nó cũng khoảng hơn chục. Tiện nó mà của mình. Mà lịch sự mà đẹp nhỉ. Vâng. Ông cứ nói cái này. Bác ơi. Thằng con trai nó thải ra đấy. Nói với các bác đây là cái loại xịn hơn nữa gì. Vâng. Ở mé dưới này đất vàng đây này của người ta, nhà nước nay mai nó thu để nó cấp cho nhà nước. Chơi. Vâng, thế thôi. Cần thanh niên thì nó mới gọi quay ra vui. Nó thanh niên nó còn làm YouTube. Thế còn phần đa là người Hà Nội hết à cơ? Vâng. Tôi ở Hà Nội, tôi quê Hà Nam hay này. Vâng, nhưng mà bác vào Hà Nội sống lâu rồi. Dân ở đây người ta thân thiện lắm mà không có trộm cắp gì đâu. Nhưng mà, vâng. Nhưng mà chỉ có mỗi công an làm ác lắm ạ. Đây nha các bác nhìn 17-18 tầng nhưng tí nó về trên kia nó chỉ có cao 11 mét thôi. Nó còn tiền muốn xây nữa nhà nước nó không chế. Thế nay mai xây ở dưới hủ nó lên được 7 tầng hay là 9 tầng bắt đầu lên đây chỉ được 3 tầng 11 mét là thôi. Tức là nó theo quy hoạch kiến trúc của Pháp. Vâng. Chứ còn nếu mà cứ cho người ta xây lên nhiều thì nó bịt mất cảnh núi. Như nhà em ở mặt phố chính ngoài kia cũng vậy, chỉ được có 11 mét chiều cao thì trên là nó đến nó cho bộ đội công an đến. Nhà anh một mặt phố chính thì bây giờ là bao nhiêu tiền? Tiền thì nó vô cùng, nếu phố cổ tỷ mét vuông như nhà tôi ở chỗ gần bến xe mới chợ lớn đấy. Thì nếu mà giờ nguyên cái chỗ đất của tôi nó tầm 20-25 tỷ nhưng mà không có ai bán mà mua. Đất để làm ăn. Đất ở đây đắt lắm ạ, không phải như dưới xuôi đây. Cho cô bác cho mình không có tiền, ai đánh được cái núi ra để làm cái nền nhà như này, hiểu không? Đấy, đánh đá đấy ạ. Vâng, toàn đánh đá hết. Nguyên đánh đá này mấy năm rồi mà bao nhiêu cái máy khoan nổ, nó không cho nổ mìn đâu, chỉ có thuốc bột, thuốc nở thôi. Đây này, đây như cái chỗ này, vậy nó mua bao tiền đánh như này các bác thấy không? Nó mấy chục nhân công đánh mấy năm nó mới ra cái nền như này, đây, thế này. Nó đắt ở cái chỗ đấy anh mới xây được cái này chứ. Vâng, đây này, những chỗ này bây giờ vào đây mấy chục tỷ chỗ này mà nói phát có người mua ngay. Đấy. Ông này ở Phủ Lý mà đi mấy chục năm không gặp ông Phủ Lý nào khá giả như ông này. Không, không. Thế còn đây nói thật các bác là hai đứa con đứa đẻ 90 làm ngân hàng trong miền Nam cũng mua nhà ba lầu cho cũng mặt phố luôn. Thế à? Đấy. Thực sự bố bao cấp à? Ông Quang. Thực sự mới các bác là này. Quang ơi. Ông thấy ông lần đầu tiên mới gặp được ông. Tôi nói với lại các bác là như này này, làm nghề là đến đâu ăn đến đấy, ráo mồ hôi là hết tiền. Nhưng nói thật nói là ở đây lâu thì có tí đất. Ví dụ như bán chục tỷ đi vào trong kia gặp cái nhà 7-8 tỷ mua cho con là cũng không sao cả. Kể cả bây giờ tôi có thích về Phủ Lý, tôi bán đến một suất đất là tôi về Phủ Lý tôi mua gì chợ. Không, nếu mà mua gần chợ Bầu cũng 15-20 tỷ. Chợ Bầu ấy. Nhà ông này ngay chợ Bầu này. Vâng, nói thế là biết. Bây giờ con cháu nhà tôi ở ngay chỗ đài phát thanh truyền hình ấy, ở đường Trần Hưng Đạo kéo dài nhiều ấy. Vâng. Nhà bố chồng em trước là ở chỗ chợ Bầu đấy. Chỗ bây giờ nó xây Phủ Lý là chợ Bầu là hot nhất. Vâng, hot nhất. Để kinh doanh. Đúng rồi. Thế còn những cái chợ xếp của nó cũng được. Chứ còn ở Lung Liêng, khác chỗ chợ thì khó làm ăn. Đây này.